Thưa quý vị, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hôm qua ngày 14 tháng 1, tại Ủy ban nhân dân xã Long Định, giang quế Đông, Phú Long, huyện Bình Đại và Ủy ban nhân dân xã An Phú Trung, huyện Ba Tri, chương trình Tết yêu thương năm 2023 cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã đã được địa phương tổ chức. Tham dự chương trình có bà Đặng Thị Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, đại diện hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, đại đức Thích Trí Huệ phó ban thường trực ban từ thiện giáo hội phật giáo việt nam tỉnh và đại diện nhà tài trợ Nằm trong chủ hoạt động chăm lo đời sống cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, ban tổ chức chương trình trao tặng quà Tết tới Đại Đức Thích Trí Huệ, Phó ban thường trực ban từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và nhà tài trợ thực hiện đã trao tặng 668 suất quà Tết, mỗi suất khoảng 400 000 đồng, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho đối tượng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của 6 xã Long Định, Giang Quế Đông, Giang Quế Tây, Thới Lai, huyện Bình Đại và xã An Phú Trung, An Ngãi Trung, huyện Ba Tri. Dịp này ban tổ chức đã gửi lời thăm hỏi đến bà con và chia sẻ, gửi gắm tình cảm, sự quan tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cho nhà hảo tâm với mong muốn mọi người, mọi nhà đều thấy ấm lòng khi Tết đến, năm mới bình an hạnh phúc. Đây là hoạt động ý nghĩa cho nhân dân với mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ đồng hành cùng chính quyền địa phương trong hoạt động an sinh xã hội nhân dịp xuân về.